một loại mỡ mà chứa thành phần là 40% triolin, 2% là tripalmitin, 4% là tristerin về khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn mg mỡ trên 1 gram thu được 138 gram glycerol. Xác định giá trị của m thì ta tìm được số mol glycerol trước nhé. 138 chia 92. 138 chia 92 bằng 1,5 mol đúng không? 1,5 mol. 1,5 mol glycerol. Thế thì ta có phải là ta có là số mol của glycerol thì chính bằng số mol chất béo. Đúng không? Thế bây giờ mình đi tìm này. Mg mỡ này. Ta luôn luôn có là số mol glycerol. Số mol chất béo thì chính bằng số mol glycerol. Glycerol. Thế bây giờ là mg mỡ này. Vậy ta tìm được khối lượng của triolin là 0,4 m. Khối lượng của tripalmitin là bằng 0,2 m. Khối lượng của tristerin là bằng 0,4 m. Vậy hoàn toàn ta sẽ có số mol chất béo là bằng 0,4 m chia cho 884 cộng với tripalmitin là 0,2 m chia cho 806 cộng với tristerin là 0,4 m chia cho 890 thì bằng số mol glycerol là 1,5. Và bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ là đi bấm máy tính. Đúng không? Bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ là đi bấm máy tính để ta xác định được m thôi. Rất dễ. Ta có đây ạ, 0,4 m. M này chia cho này 884 cộng với 0,2 m chia cho 806. 806 cộng với 0,4 m chia cho 890. Alpha bằng 1,5. Ship slow. M bằng đấy 1340,3. Đúng không? 1340,3 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án này. Rất dễ dàng luôn kìa.